Xin chào tất cả các anh em nha. Video này sẽ giới thiệu cho anh em tham gia một kèo vút BKHS trên sàn LaToken nha các bạn. Để tham gia hôm nay các bạn click phần link mô tả. Thứ nhất, các bạn đăng ký một cái tài khoản trên sàn LaToken không cần KYC các bạn. Thì để rút được không cần KYC, tiếp tục thì các bạn bấm vào link vút token này các bạn. Thì bạn nhấp vào link này nha các bạn. Rồi, chương trình này góp cái vút này còn một ngày nữa là kết thúc nha các bạn. Các bạn bấm vào một vút BKHT nè. Và bấm vút vào nha các bạn. Chưa các bạn. Sau khi tất cả các bạn bấm vút, nó có dấu tít màu xanh là thành công, các bạn chụp màn hình này giúp mình nha tất cả các bạn. Bạn chụp màn hình lại. Sau khi các bạn chụp màn hình xong, các bạn join vào link group giúp mình nha tất cả các bạn. Rồi các bạn join vào nhanh chắc nha các bạn. Sau khi các bạn join vào nhóm chat xong thì các bạn trở ra, các bạn copy địa chỉ TG của mình nha các bạn. Các bạn có thể dùng địa chỉ ví join link các bạn. Các bạn copy cái địa chỉ TG của mình nè các bạn. Bạn sao chép các bạn. Câu này chạy trên nền tảng của John các bạn. Rồi tiếp tục các bạn mở bot ra nè các bạn. Các bạn gửi một bức ảnh cái kẹo wood nãy nha các bạn. Rồi bạn bắt cái địa chỉ TX của mình vào nha các bạn. Rồi bạn chỉ gửi cho bot nha các bạn. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn tham gia cái kẹo wood nhận token BKHX. Đến đây cũng kết thúc nha các bạn. Sau khi chương trình gấp nó kết thúc, tôi cần sẽ phân phối sau các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình và hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.